Sao shop này nó không cho coi vậy? Không biết nữa. Lúc mua có thỏa thuận với nó không? Em không hỏi, em quên. Đúng không? Có sao tiếp cao vậy đó? Dạ, cái đó là do bên chỗ gửi nó tính. Tại vì nó nặng nên xếp cao. Em ơi, có cái món đồ gì thưởng ngô kìa, thấy không? Xếp nha. Ủa, hổm nó đâu có giàu vậy ta? Dạ, nó có ghi rõ ràng trên đây nè. Nó nói là thử không hả, hãy coi mà không vừa thôi. Trả hay không, ta trả chứ. Thôi, không vừa. Dạ rồi, vậy đấy. Cái giờ tự nhiên giao không vừa rồi bắt 3 triệu tiền ship lãnh nhất. Dạ, cái đó là quy tắc hàng online mà. Ok không con? Rồi vậy là không nhận đúng không? Cái này là mấy cái gửi bảo hành, chỉ thu tiền ship 50.000 đúng không? Có sao ship cao vậy đó? Dạ, cái đó là do bên chỗ gửi nó tính. Tại vì nó nặng nên ship cao. Em ơi, có cái món đồ gì thưởng ngô kìa, thấy không? Để ra đây tắt lửa đi. Tắt lửa đi. Nè, cái này của này. Dạ rồi. Dạ, cái đơn này 3 bộ 200.000 á. Cái này nó ghi là cho khách thử hàng, nếu mà khách không nhận thì sẽ thu 30.000 tiền ship nha. Ủa, hổm nó đâu có giàu vậy ta? Dạ, nó có ghi rõ ràng trên đây nè. Nó nói là thử không hả, hãy coi mà không vừa thôi. Trả hay không, ta trả chứ. Thôi không vừa. Dạ rồi, vậy để cứ thử để em điện đó. Dạ. Giờ tự nhiên giao không vừa rồi bắt 3 triệu tiền ship lãnh nhất. Dạ, cái đó là quy tắc hàng online mà. Chứ giờ nó bán à. Dạ. Ví dụ giờ giả dụ mình là người bán đi rồi, giả dụ xuống mà khách người bán đây nữa nè. Dạ, khách nào cũng nói là không vừa không lấy rồi tiền. Dạ, vậy rồi shop nó bán nó chịu lỗ luôn á. Thì cô cứ thử đi, nó cho thử thì cô cứ thử đi. Đâu có nó cho thử mà, con đâu nói gì đâu. Thì nó cho thử đi, cứ thử. Thì cái đó nó ghi vậy thì con đọc vậy, còn bây giờ nếu mà không trả thì mình điện báo nó thôi. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Trăm ngàn á chị. Em ơi. Shop. Đây, em thấy mình ghi là cho thử, nếu mà không nhận thì thu 30.000 tiền ship. Mà khách ở đây nói là bây giờ cho thử, không đồng ý là không trả tiền ship gì hết. Đó giờ là khách mua vậy không? Không
khách đó, cho phòng khách với ạ. Dạ khách đang thử chị ơi, lát có gì ra nếu mà được thì thôi, còn không được thì em báo lại chị ha. Có khách ở đấy không anh? Khách đang thử đồ trong phòng mà chị ơi. Vâng, có gì thôi gọi lại cho em nhé. Ok vâng. Ok ok. Dạ giờ ok không con? Rồi vậy là không nhận đúng không? Rồi để tôi thấy mới like chưa cũng còn vậy mà. Dạ dạ để em điện xuất. Là không vừa là cho quyền trả lợi mà. À, cái túi nó bay vô chổng mà. Người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Dạ. Dạ. Cái quần họ nó vừa mà cái gặp giải tên này nó còn rút nữa. Nhỏ hả? Cái quần nhỏ xíu hả? Cái này chưa bệnh bây giờ vừa thích cái áo. Thuê bao quý khách vừa gọi. Vừa trưa này tôi cũng còn thấy like nó hỏi thử không vừa là bà không tôi nói là 6-8 kg rồi nha, chắc vừa mới lấy nha. Tôi không có chê gì mà đừng có biết vậy. Đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và dạ, không tụ tập đông người. Để mà tôi hợp lý thấy không vừa thôi chứ không phải tốt chi. Mới điện nó bắt máy giờ điện là thuê bao. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Chén nước gì chưa? Quý khách vừa gọi. Hồi nãy nó nói chú sao? Nó nói là để gặp trực tiếp khách. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Dạ, tại vì bên em là công ty giao hàng đó, nó có quy tắc, nếu mà mình giao không được thì mình phải kết thúc cái đơn đó luôn. Là một là trả tiền ship hay là trả không trả tiền ship, trả về cho shop. Tại vì ba bên lận, cái bên kia bên shop nó cũng quyết định nhiều thứ. Tại vì nó đã trả tiền vận chuyển mà. Mình giao không được thì mình phải báo cho nó là lý do tại sao giao không được. Giao không được thì phải báo chứ lấy gì nó trả tiền, chú không có tiền sao. Dạ đúng rồi. Biết mà không nói like là nó nói. Với lại khi nó gửi đi á là nó đã tốn 30 rồi mà khi trả về là nó sẽ tốn thêm 30 nữa. Khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. 8 kg mà vừa mới lấy nha, không vừa là không có lấy. Dạ. Không có tiền gì hết nó hòa. Mới hồi trưa nó còn like cái like này. Alo ạ. À? Alo, đơn hàng ở Tiền Giang đó shop ơi. À, khách nói là không đồng ý nhận hàng và không trả tiền ship. Tại vì bạn không có vừa à. Đây chị nói chuyện trực tiếp với khách giùm em nha. Vâng. Alo. Ủa bữa hổm tôi đặt hàng là tôi đã nói là tôi 68 kg. Bạn vừa không vừa là không có chịu trả tiền ship gì, không vừa là gửi lại mà. Hồi trưa này like tôi thấy cũng còn vậy mà hổm tôi cũng giao vậy mà cô. Giờ bạn cái quần nó chật lứt là sao vừa bạn? 68 kg mà cao 1m58. Cái quần nó chật lứt là sao mà bạn được, gặp giải ra tôn nữa chứ đâu phải giải khác đâu cô. Chứ tôi mua là tôi không có bao giờ tôi không muốn lấy hết á. Chấp nhận mua rồi, tại cô thông cảm là không có dừa là bận sao. Không ạ.
đâu có được cô, tại vì bà hổng like là nói là không vừa trả lời, không có tiền ship gì mà giờ làm vậy đâu được, mua cái này còn cái khác làm vậy tôi đâu có chịu đâu, không có đáng gì mà tại bây giờ không vừa, chứ phải đâu phải tôi có chứng cái gì đâu. Cái quần nó chặt nứt cô Mai nhỏ xíu vậy mà 6-8 kg sao bận vừa á. Em nghe chị ơi. Alo. Alo anh ơi, để cho chị hàng về hộ em. Rồi em hàng về nha chị. Dạ vâng ạ, vâng cảm ơn chị. Mua ở đâu đó làm đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Alo, dạ shop ơi, em đang giao một cái đơn hàng 218.000 á. Em thấy shop ghi chú là không cho khách xem hàng. Dạ nhưng mà cái bạn khách này là lúc nào cũng kiểm hàng á, nói chung là kiểm là sẽ lấy, nhưng mà trừ khi là quá xấu thì mới không lấy thôi, nên khách này muốn kiểm hàng á chị. Có khách đó mà. Dạ em chưa tới, tại vì em đang trên đường chạy tới, em thấy shop ghi chú em nghiện luôn nè. Anh cứ cho khách kiểm đi nha, rồi nếu mà khách không lấy anh thu lại 50.000 tiền ship cho em. 50.000 tiền ship đúng không ạ? Khi đi khi về nha, rồi có gì nếu mà khách chị thì cho gọi điện thoại nói chuyện nha. Ok, khoảng 5 phút nữa em tới, có gì em báo chị. Rồi, ok, cảm ơn. Làm dạ. Tiếng hay gì á. Sao shop này nó không cho coi vậy? Không biết nữa. Lúc mua có thỏa thuận với nó không? Em không hỏi, em quên. Có lỗi gì không? Nhiều à? 190 với tiền ship.